Với diện tích gần 550 ha, làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là nơi cung cấp hoa chủ lực cho thủ đô và các vùng lân cận. Tuy nhiên, người dân trồng hoa tại đây thì lại đang rất lo lắng, thất vọng vì nhiều khả năng vụ hoa này không nở đúng dịp Tết nếu như trời tiếp tục lạnh như thời gian vừa qua. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa nhưng hoa ly trồng để bán vào dịp Tết hiện giờ mới chỉ chớm nụ bé như thế này. Cả năm trông chờ vào mùa ly Tết Nguyên Đán, nhưng đến thời điểm này, người trồng ly Tây Tựu nhiều khả năng trắng tay vì ly nở không đúng dịp. Hiện tại, người trồng hoa chỉ biết trông chờ trời nắng ấm trong những ngày sắp tới, để hoa có thể nở kịp bán Tết, hoặc ít nhất bán được một phần mà thu hồi vốn. Những cái thời điểm quan trọng thì nó lại thời tiết không ủng hộ. Đấy, nó lệch lạc một tí, đâm ra làm nó khó. Năm nay nào nó khó hơn những nhiều năm. Từ giờ đến hết cái tháng chạp âm lịch này, tháng 12 âm lịch này mà ấm ướt như này thì bà con sẽ được thu hoạch được tươi, cũng gọi là có đủ để thu vốn, hồi vốn về. Cùng nỗi lo với hoa ly là hoa cúc, số gia đình có vụ hoa nở trúng dịp Tết cũng rất ít, hoặc có thì chất lượng hoa cũng không cao. Vườn hoa cúc của chị Thanh là một trong những vườn ít ỏi nở đúng vào dịp Tết. Nó lỡ, cúc này là lỡ đúng Tết đấy. Đúng là dịp Tết, nếu mà đúng Tết thì giá cả nó cũng đắt hơn, cứ 4-5 nghìn bông là chúng. Hoa phục vụ thị trường Tết năm nay còn có hoa hồng, tuy nhiên hoa hồng năm nay được dự đoán cũng sẽ kém sắc và ít hơn vụ Tết Đinh Dậu năm 2017. Do hoa ít nên vào ngày 29 tháng Chạp cũng là ngày lễ tình yêu 14 tháng 2, theo dự đoán người tiêu dùng sẽ phải mua hoa với giá rất cao. Nếu như mà thời tiết này mà đến ngày 20 này mà trở lại rét thì khả năng là giá cả nó sẽ trở nên cao hơn. Vì nó trở lại lạnh thì coi là hoa nó chậm nở. Còn nếu như mà cứ bình thường như này của tôi ăn chắc vào 28-30 Tết. Hoa Tết luôn là vụ mùa được người nông dân trông đợi nhất trong năm. Họ không chỉ đầu tư công sức mà cả vốn liếng lớn vào vụ hoa này. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, với diễn biến thất thường của thời tiết, người dân trồng hoa trên cả nước nói chung và người dân Tây Tựu nói riêng đều lo âu, thấp thỏm không biết được hay mất.